2. Đề 4. Thực chiến đại lý. Từ không khí chiếu chùm sáng hẹp, coi như một tia sáng, tới mặt nước với góc tối là 53 độ, thì xảy ra hiện tượng phản xạ và khúc xạ. Biết phản xạ vuông góc với khúc xạ, chiết xuất của nước đối với tia sáng này là. Thì đầu tiên, ta sẽ vẽ hình nhé. Phát tuyến đây đúng không? Vì mình có là gì nhỉ? Tia phản xạ vuông góc và tia khúc xạ. Đây, tí này vuông góc này. Thì cái này bằng 53 độ. Thì cái này cũng bằng 53 độ. Được chưa? Thì ta suy ra ngay góc R nó bằng 37 độ. Thì ta có N bằng sin Y trên sin R. Hay nó bằng sin 53 độ trên sin 37 độ. Nó sẽ ra bằng 1,327. Từ đó ta chọn đáp án C. Rồi, chúc các em học tốt.